Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng nghệ thưởng là 50.000 USDT và tốc cần có ký hiệu là SA tờ URN các bạn. Một tốc cần này đã list lên sàn Binance các bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 5.000 member win các bạn. Dành cho những năm ăn chia 5.000 người các bạn. Để tham gia giám này, phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Join vào ba kênh Telegram của nó các bạn. Twitter thì các bạn follow. Dòng đầu thì các bạn follow Twitter nữa bạn. Ở dòng đầu mình ghi quyết tăng 5 người bạn các bạn. Dòng thứ hai các bạn follow các bạn. Online này các bạn. Các bạn chính nhận như từ quyết nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình vào. Các bạn mình rồi các bạn bấm test lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter bên ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào qua bên gạch bên cùng nè, các bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn chia sẻ nha các bạn. Đây. Rồi các bạn sao chép cho khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi vô đây thì các bạn like follow từ Twitter của nó các bạn. Bạn follow và like đi các bạn. Rồi dòng đầu tiên rồi các bạn bắt cái địa chỉ từ Twitter này chỗ này nè các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn đi địa chỉ email của mình nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Dòng thứ hai là username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn ra thì sẽ thấy username của tất cả các bạn. Cộng MMO của anh các bạn. Tục thì cái username Telegram của tất cả các bạn. Anh 4 số 1. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BET20 các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với chocolate. Mọi địa chỉ chocolate mình gửi nó các bạn. Các bạn copy địa chỉ smart chain này nè các bạn. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Còn bát từ đây nè các bạn. Rồi tất cả các bạn muốn gỡ nha các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc cần thao. Hôm nay cũng kết thúc các bạn, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.